Chào mọi người, đã quay trở lại với kênh bán hàng dụng cụ Nhật của em. Mọi người xem video bật chế độ HD lên xem nha. Em quay cũng là chế độ HD. Nhưng khi mình xem trên điện thoại á, thì YouTube nó tự động nó chỉnh cái chế độ của mình. Nên mình phải chọn lại là chế độ HD để mình xem cho nó rõ nét ha. Rồi. Cái video bán hàng thì em cập nhật mấy cái món hàng ở dưới cái tiêu đề á, cái mã số nào bán rồi thì em cập nhật dưới, anh em bấm vô cái tiêu đề đó xem. Rồi mua hàng liên hệ số điện thoại của em ha, 0334 830 843. Rồi hôm nay cái video 35 em giới thiệu mấy cái bình bình giữ nhiệt. Đây mấy bình giữ nhiệt của Nhật ha. Đây cái bình nhỏ, đầu tiên là cái bình nhỏ ha. Đây, cái bình này nó bị bay cái tem rồi, không có thấy cái tem luôn, bình trơn hoàn toàn. Đây còn liền không có mất. Nắp nó nè, nắp nó là cái ly uống nha, vặn ra mình dùng nó làm cái ly. Còn nước ngon nè, cao su nó còn rất tốt luôn, trông còn rất là đẹp, không có ố nha nè. Bình này thì mình giữ lạnh trong ngày rất là ok, giữ đá được trong ngày mình đi mình uống rất là ok, không có tan. Giữ đá thì anh em giữ đầy lên bình ha, nó mới có đủ cái độ lạnh mà nó để nó giữ, chứ bỏ một hai cục dưới đáy là không ăn thôi, vài phút sau là tan nha. Nó phải có đủ cái độ lạnh đó thì nó mới giữ được, tất cả bình đều như vậy nha. Này kích thước đây 20, nó là cao 20, đường kính nó là 7 cm nè. Mấy bình này thì nó bằng chất liệu đó là inox hoàn toàn nhé, nó là inox của Nhật ha, rất là cứng cứng nha. Đây cái bình số 1 có mã là 3501, 200.000 nha anh em. Tiếp theo cái bình số 2, bình của Joy Joy ha, bình này nó cũng bay cái tem rồi ha, bình trơn luôn nè. Năm trăm, mã này 500 là bình này đựng được 500 ml á, nửa lít nha nè. Còn cái bình này thì đó nó độ tầm 350 nha, 350 cc, 350 ml ha. Bình số 1, bình số 2 thì 500 ml. Đây, đây là bình số 2 này, nó có cái nút mở ha, mình bấm vô để mình rót nước. Đây cao su còn trắng luôn, trông cũng rất đẹp luôn, không có ố gì hết. Ok, cái bình số 2 có kích thước là 25, đường kính nó cũng là 7, có mã là 3502, 250.000. Tiếp theo cái bình số 3, Tiger, bình này của thương hiệu Tiger. Đây, bình này 0.6, 0.6 lít nha anh em. Này, sản xuất tại China, mã bình 0.6 lít, còn tem luôn,
chưa có mớp ha. Đây nắp còn rất đẹp, nó cũng có công tắc nè, nó còn nước đây, bữa mình thử đá rất là kín hơi luôn, nãy nó mới xì hơi ra thôi. Đây rất đẹp luôn, chưa hố luôn, bên trong sáng. Mấy bình mình lựa hầu như là nó gần như là chưa xài hoặc là xài lướt vài lần thôi, chứ không có bình xài lâu nha anh em, nên còn rất là ok. Bình này kích thước là 20, ngang nó là 8.5, có mã là 35023 ha, 300.000. Rồi tiếp theo cái bình của Demod, Demod ha, Demod mini, bình này của Nhật luôn, nó sản xuất tại Nhật, 800 ml ha. Mình 800 ml. Đây nó cũng có nút để bật nè, này đóng nè, mở nè, mở rồi mình chế nước ra. Mình mấy cái bình đa số hầu như là nó tự đóng nắp nha, mình chỉ cần đóng nắp là thôi, khi mở uống mình khỏi cần quấn đậy rồi, mình dặn nắp lại là nó tự đậy rồi, nó tự động đó. Đó đây rồi nè, nè làm lại ha, đó đang mở nè, chế nước ra ha, rồi mình cắt thì mình đậy lại thôi, nó tự động nó đóng luôn, cho mình khỏi quên nó ha, để nó bị chảy nước rồi. Đây còn sáng luôn, trắng luôn ha, nắp còn trắng luôn. Ok, cái này bình này có mã là 3504, 300.000. Kích thước của nó thì cao hơn cái bình Tiger hồi nãy, kích thước ha, cao 24, ngang cũng bằng bình Tiger ha, 8.5. Rồi lại thêm một cái bình Tiger nữa, bình này trơn luôn, bán luôn không có mớp ha. Đây đẹp luôn, mình dặn cứng quá, để tí cái lon này nó tốt, mình dặn nó cứng. Đây bên trong sáng luôn ha, không có ố gì hết á. Đây công tắc nè, cái chỗ mở nước á, mở nước rồi mình chế ha, nó uống rồi đây lại. Đây cái bình này có kích thước là 20 25, cao nó là 8 luôn anh em, đường kính 8. Bình này là 0.8 lít, nó lớn hơn cái bình này. Nó bằng bình này nè, hai bình này bằng nhau nè, 0.8 lít, Tiger, mã là 3505, 300.000. Rồi tiếp theo cái bình, bình này nó có quai sách ha, đây thương hiệu của nó nè, sản xuất tại Nhật ha, Nippo, Sanso. Rồi cái bình này cái tem nó bay bay chữ rồi, mình không đọc được cái dung tích nó, em mình đoán cái dung tích nó ha, nó khoảng cái này 0.8, cái này khoảng tầm 1 lít nè, cái bình này tầm 1 lít ha. Đây bình này rất là dày nè, dày lắm,
Mình này giữ lạnh thì bỏ đá vô đầy chắc là giữ 2 ngày được. Rất là dày luôn nha. Nó rất là dày bên trong. Cái bình này có mã là 3506 350 nha. Rồi thêm một cái bình trơn ha, nó trơn luôn nè. Bình này dung tích là không để bình này tầm 1,2 lít rồi anh em. Đây nút nó bật ra vậy ha, khóa rồi nè, bật xuống bóp vô này gòn nè. Đây bên trong nó là sáng luôn, là sáng tinh luôn. Bình này dạng đựng nước nhiều ha, nó chắc cỡ khoảng 1,3 lít đó anh em à, chứ không dưới đâu, rất là lớn. Ok, kích thước nó chiều dài là 34, đường kính nó 9,5. Bên này có mã là 3507 350 ngàn. Rồi tiếp theo là bình, một cái bình cũng vừa tay cầm, nó vận chuyển nó bị mất tí xíu nè. Đây thương hiệu nó nè, bình này Nhật sản xuất ha. Này nắm cái nắp còn rất đẹp luôn. Đây. Bình rất dày ha anh em. Nè. Rất là dày không? Những loại bình dày như vậy á, anh em có thể đựng nước, chứa nước nóng được. Nước nóng thì mình chứa được tầm trong một buổi thôi, tầm mấy tiếng theo nhà sản xuất nó để là thường mấy bình này là 8 tiếng nước nóng anh em, chứ nước sôi á. Bình này có kích thước là 31 cm ha. Cái đáy nó là 9 cm. Có mã là 3508 400 ngàn. Rồi tiếp theo có một cái bình mập mập ha, lồng lồng, cầm rất là to, của The Mod luôn ha. The Mod này, dán cái tay bình này, Nhật sản xuất ha. Bình này 1,3 lít nha anh em. Đây 1,3 lít. Cái bình này thì tầm 1 lít anh em. Cái bình số 8 này tầm 1 lít. Bình này cũng tầm 1,3 lít ha. Bình này tầm 1 lít. Rồi bình này là 1,3 lít. Đây nắp đẹp ha. Đây, gòn nè, còn xanh luôn. Đây có công tắc nha. Đó. B bên trong đây, sáng luôn ha.
Ok. Rồi cái kích thước của bình này là nó cao có 26 thôi mà nó mặt tới 11 lần anh em. Rồi bình này có mã là 3509 450.000 nha. Rồi cái bình cuối cùng, một cái bình màu đen, nó cũng là thép không gỉ nha anh em. Đây, thép không gỉ ha. Đây là con 500 nè. Này là thép không gỉ hết á. Đây là cái bình trang. Bình này có dung tích là không có ghi. Ok, bình này 1.3 lít. Rồi tầm bình này là 1.5 lít nha anh em. Bình này 1.5 lít. Đây. Wow, rất là to. Nhìn nó rất là to luôn. Có thể trên 1.5 lít nha anh em. Tại vì cái bình này thì 1.3 lít nè. Đường kính nó thì lại nhỏ hơn nữa. Wow, cái bình này chắc tầm 1.7 lít anh em ạ. Em đoán vậy thôi. Rất to hơn cái bình 1.3 lít rất là nhiều luôn. Đây, hai bình đây, một bình 3509 là 1.3 lít đó. Bình này đường kính nó lại to hơn bình 1.3 lít luôn. Nè. Đây, rất là rộng luôn. Cái này đựng đá tha hồ luôn nha anh em. Nó chiên là đựng đá luôn á. Rất dễ để bỏ đá vô. Nắp nó chiên để uống luôn nè. Đó. Rót ra rất dễ, có gòn nè. Đây nó còn có quai sách nữa nha. Rất là tiện luôn, mang đi. Ok, kích thước nó là bình rất to luôn, 35 nha anh em. Chiều cao 35 ha. Đáy nó là 11.5 luôn ha. Rồi cái bình cuối cùng này có mã là 3510 450.000 nha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi ha. Rồi anh em theo dõi mấy cái video clip mới thì bấm vô cái chỗ đăng ký giùm em ha. Đăng ký cái kênh để cho mình cập nhật được mấy cái video mới. Rồi, chào tạm biệt anh em, hẹn anh em trong các video tiếp theo.